Xin chào tất cả các bạn, chào mừng bạn đã quay trên mình. Mình là 43 Vlog này. Thì hôm nay mình sẽ gọi tìm hiểu về nến búa ngược bạn. Đây quả búa hammer đấy bạn. Úi giời, búa thần to đấy, thần sấm đấy bạn. Hàng khoa kè trên Shopee đấy. Nó ngược bạn. Hay tên tiếng Anh được gọi là Invested Hammer. Người giỏi tiếng Anh như mình ấy, Invested Hammer ấy nha. Người giỏi tiếng Anh như mình, quá giỏi tiếng Anh. Đéo tin. Hay có tên tiếng Anh khác nữa là Shooting Star các bạn. Ôi trời ơi, mai mình đi thi quốc Anh, à tiếng Anh thế giới các bạn. Anh em nhớ ủng hộ chúng mình để mình đi thi tiếng Anh thế giới nhá. Thế giới riêng của mình, thế giới của mình bạn. Là tiếng Anh thế giới của mình thôi các bạn. Ok, vậy thì đầu tiên, Invested Hammer là gì? Invested Hammer là mô hình nến Nhật có hình kiểu búa ngược. Đơn giản quá nhỉ. Chỉ là một cái mô hình Nhật có hình cây búa ngược thôi. Cái hình búa sao nó ngược. Hiện điểm là thân nến nhỏ. Đấy, bóng trên rất dài, bóng dưới ngắn hoặc không có các bạn nhé. Thì thường xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm. Các bạn có thể là một cây nến tăng hoặc một cây nến giảm. Đây nha, đây đang đao chen giảm, gặp một cây búa ngược có thể nhá, có thể các bạn nhá. Không ai lường trước được điều gì được các bạn, biết đâu được gặp này lại xuống tiếp thì sao. Đấy, có thể nó sẽ tăng lên các bạn. Và thêm nữa là nến tăng hoặc nến giảm không quan trọng, tức là nến màu đỏ hay nến màu xanh không quan trọng, quan trọng là búa ngược nhá. Đấy, ok, màu sắc quan trọng như vậy, màu sắc quan trọng như thế. Thứ hai là ý nghĩa của mô hình nến búa ngược. Thì trong một xu hướng giảm, giá liên tục bị đẩy xuống thấp hơn, thì lực mua tăng lên, đẩy giá lên cao. Các bạn. Tuy nhiên lượng bán vẫn nhiều hơn. Thế nó mới cày chứ. Nên tạo ra một bóng nến dài. Đây, đúng ra lực mua đẩy lên đây các bạn, đẩy lên giá cao nhất đây. Nhưng mà do lực bán vẫn nhiều hơn nên bị đẩy xuống đáy. Thứ ba là một số ví dụ về búa ngược. Ví dụ đầu tiên các bạn, đây là một đao chèn. Úi dù quả mưa ru ru khổng lồ chưa. Đao chèn các bạn. Đây gặp đáy, đáy đây là một cây nến Invented Hammer đẳng cấp. Thế là thành áp chen luôn. Ví dụ thứ hai, đây là một đao áp chen nhầm áp chen các bạn. Gặp Invented Hammer, đây là đỉnh bạn nhé, đỉnh đúng rồi, Invented Hammer. Búa ngược đi bạn, búa ngược xuống luôn, đấy thành đao chen luôn. Tóm lại, khi gặp đến búa ngược báo hiệu cho sự sắp đổi chiều của xu hướng bạn, nhé. Và lưu ý cho anh em là màu sắc quan trọng như thế, đấy là tất cả màu sắc không quan trọng. Như vậy thì hôm nay mình đã tìm hiểu về nến búa ngược. Nếu ai cho một like, một share đăng ký nha. Thôi, tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.